Tình hình ngập lụt tại thành phố Cần Thơ đang diễn biến nghiêm trọng do ảnh hưởng từ con nước rằm tháng 9 âm lịch tác động đến nhiều khu vực. Hôm qua, nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Cần Thơ bị chìm trong biển nước. Mực nước đo được tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2m20, cao hơn báo động 3 là 20cm, thấp hơn 7cm so với đỉnh triều lịch sử từng được ghi nhận vào năm 2022. Dự báo đỉnh của đợt triều cường này sẽ đạt mức cao nhất vào ngày 19 và ngày 20 tháng 10. Mực nước sông dự kiến sẽ vượt mức báo động 3 từ 18 đến 28cm, sắp xỉ mực nước cao nhất từng xuất hiện cách đây 2 năm, cũng trong đợt triều cường rằm tháng 9. Triều cường vượt báo động 3 đã gây ngập sâu cho nhiều tuyến đường ở các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy từ 10 đến 70cm. Nước lên cao đúng giờ cao điểm hàng ngày, gây ra tình trạng kẹt xe, khó khăn cho việc đi lại của người dân. Tại các khu vực bị ngập, Phòng Giáo dục các quận đã chủ động thông báo đến các trường điều chỉnh lịch tan học của học sinh. Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu các địa phương thông báo chi tiết về các tuyến đường thường xuyên bị ngập để người dân có thể chủ động sắp xếp thời gian di chuyển. Đợt triều cường tháng 9 ở Cần Thơ được dự báo sẽ duy trì trên mức báo động 3 cho đến ngày 22 đến 23 tháng 10, với thời gian xuất hiện vào khoảng 6 giờ đến 8 giờ sáng và 16 giờ đến 20 giờ chiều hàng ngày.